Từ lâu, cứ mỗi dịp Tết đến, người Việt Nam thường dựng cây nêu và coi đây là biểu tượng thiêng liêng, tránh những xui xẻo, mang lại may mắn cho năm mới. Cây nêu thường là cây tre dài khoảng 6-8 mét, lóng tre đều và còn nguyên lá tươi trên ngọn. Trên ngọn nêu được buộc ngũ đậu, gạo muối, trầu câu và chuông gió, hồ lô để khi có gió thổi, chúng chạm vào nhau và phát ra tiếng kêu leng keng như tiếng phong linh. Cây nêu còn có ý nghĩa đặc biệt là trừ ma quỷ, thờ phụng thần linh, xua đuổi những điều xấu xa của năm cũ và là cầu nối giữa vũ trụ với đất trời. Theo phong tục, cây nêu được trồng trước sân nhà vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, tức ngày táo quân lên chầu trời. Ngày hạ nêu cũng được định sẵn vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, truyền thống về cây nêu gần như bị lãng quên, rất ít nơi còn lưu giữ phong tục này trong những ngày Tết. Ông Lê Bửu Chinh, 80 tuổi, là một trong số ít người còn lại có thời gian gắn bó lâu dài với các phong tục nghi lễ tại đình Thái Bình. Hơn 20 năm làm công tác trong hội quy tế, tục dựng nêu, hạ nêu ngày Tết đã được ông và các đồng sự giữ gìn, phát huy cho đến ngày nay. Tết cổ truyền thì phải có cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh là biểu tượng là Tết là đã đến rồi. Trước kia thì có cái câu tôi còn nhỏ mà nghe người ta về nói như thế này: cu kêu ba tiếng, cu kêu mong cho đến Tết cầm nêu ăn chè. À, hồi xưa là mình như vậy. Mà ăn chè thì phải có lì xì, là có ăn, có bánh, có trái đầy đủ hết. Cho nên đình Thái Bình này cũng đã giữ được cái phong tục ngày xưa đến nay. Ở Tây Ninh bây giờ thì năm nào thì chúng tôi cũng có tổ chức ngày dựng cái nêu. Mục đích cái dựng cái nêu để mà trừ tà, yếm quỷ, để giữ an bình cho người ở dương thế. Hồi xưa là nhà nhà dựng nêu chứ không phải là chỉ có đình đâu. Nhưng mà cái phong tục này hình như nó bỏ bớt rồi. Cho tới bây giờ ít có ai mà quan tâm tới. Thì như vậy thì đình Hiệp Ninh, đình Thái Bình của chúng tôi là vẫn giữ cái phong tục đó. Cái nêu này thì phải hồi xưa nó phải từ 7 thước trở lên chứ không có dưới, phải 7 thước trở lên. Cho nên có mấy năm trước nhà tôi còn cây nhiều, dựng như tới 10 thước cao lắm. Mỗi lần dựng nêu như vậy là phải 5 người tới 7 người dựng mới nổi. Hồi xưa á, mấy ông thầy ta thì nói gọi là ngũ đầu thành binh. Đây từ tà ếm quỷ là ngũ đầu thành binh. Trong đó là có biểu tượng là thèo lèo, bánh mứt. Trong đó thì có gạo, muối để hủ phê đầy đủ, sung túc. Phải có gạo, có muối trong đó, có trầu, có cao. Đình có tổ chức là đón giao thừa. Tôi là người đánh giống trống đón giao thừa. Năm nay tôi đánh đúng là 90 tiếng. 90 tiếng là biểu tượng cho cát tường. Sau khi giống trống ở cửa đình thì bà con ở lân cận này đến chắc gần 70-80 người là để mình đốt nhang, nguyện cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa. Thì năm nay là cái biểu tượng mà mong muốn của nhân dân là mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp, vui vẻ hạnh phúc. Đình Hiệp Ninh là ngôi đình thứ hai nằm tại trung tâm thành phố Tây Ninh, lưu giữ các nghi lễ truyền thống lâu đời của dân tộc. Hàng năm, ngoài lễ cúng cầu bông, cúng thần nông, rước sắc thần, an vị linh thần, cúng kỳ an vân vân, với ý nghĩa cầu mưa thuận, gió hòa, công việc lao động sản xuất của người nông dân được thuận lợi, vụ mùa bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc. Trong những ngày Tết Nguyên Đán, cây nêu giữa sân đình cũng là tiêu điểm tập trung với ý nghĩa trừ ma quỷ, xua đuổi những điều xấu xa của năm cũ, đồng thời giúp người dân hiểu thêm về nét văn hóa đặc trưng trong ngày Tết truyền thống của dân tộc. Theo cái chứng cứ di tích còn để lại của đình Hiệp Ninh là cái sắc phong thành hoàng bổn cảnh ở đình làng Hiệp Ninh là ngày 18 tháng 3 năm 1917, nhằm năm vua Khải Định năm thứ hai. Do đó nên ban hậu quý tế đình làng lúc nào cũng duy trì cái dựng nêu và hạ nêu nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng hàng năm.
để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc.